Hello, xin chào các em trường tiểu học Phú Cần A. Hôm nay chúng ta tiếp tục phần chương trình tiếng Anh lớp 3, bài 11, Unit 11, Lesson 2, chương trình lớp 3 phần số 2 nhé. Trước khi vào bài thì chúng ta nghe cái phần cách phần thống dịch của Bộ Giáo dục. Ngày 13 tháng 2 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn yêu cầu 63 tỉnh thành phố thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Y tế khi học sinh, sinh viên đi học trở lại. Tại nhà, trước khi đến trường, những lưu ý sau cần thực hiện để tăng cường sức khỏe: súc miệng họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng thường xuyên, giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín, uống chín và đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, hạn chế tiếp xúc với các vật nuôi, động vật hoang dã. Đối với trẻ em mầm non, học sinh, cha mẹ học sinh có trách nhiệm đo nhiệt độ cho học sinh. Nếu có sốt hoặc ho, khó thở thì chủ động cho trẻ nghỉ học và theo dõi sức khỏe tại nhà. Nếu cần thì đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Cha mẹ cho học sinh ở nhà nếu học sinh đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. Đối với sinh viên, học viên, giáo viên, cán bộ nhân viên nhà trường, tự đo nhiệt độ, nếu có sốt hoặc ho và khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe. Nếu cần thì đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị. Không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. Nhà trường bố trí người đón và giao học sinh tại cổng trường. Cha mẹ học sinh không vào trong trường. Bảo vệ nhà trường, hạn chế không cho người không có nhiệm vụ vào trường. Tại trường, trước khi học sinh, sinh viên, học viên quay trở lại trường học, nhà trường phải đảm bảo đủ nước uống, hợp vệ sinh và mỗi học sinh có cốc nước dùng riêng, được vệ sinh sạch sẽ. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà trường. Nếu nhà trường cung cấp khăn mặt, khăn lau tay cho học sinh thì phải đảm bảo mỗi học sinh có một khăn riêng và giặt sạch khăn với xà phòng sau mỗi ngày học. Bố trí và đảm bảo nơi rửa tay có xà phòng và nước sạch. Đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ. Đảm bảo có đủ xà phòng, dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học. Tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa. Tập huấn cho giáo viên, cán bộ công nhân viên của nhà trường công tác phòng chống dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học. Trong thời gian học sinh ở trường, không tổ chức các hoạt động tập thể, tập trung đông người, tham quan thực tế, dã ngoại, học thêm. Tổ chức chào cờ tại lớp học. Nhà trường thông báo cho giáo viên, cán bộ công nhân viên của trường, cha mẹ học sinh không cần đeo khẩu trang khi ở trường. Nhà trường sẽ khuyến cáo đeo khẩu trang khi cần thiết. Nhà trường quy định, hướng dẫn học sinh thực hiện các nội dung sau: rửa tay với nước sạch và xà phòng theo quy trình rửa tay của Bộ Y tế tại các thời điểm trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi và nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh, khi thấy tay bẩn. Quy trình rửa tay của Bộ Y tế như sau: Bước 1. Làm ướt tay bằng nước và xà phòng, chà hai lòng bàn tay vào nhau. Bước 2. Chà lòng bàn tay này lên mu và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại, làm tối thiểu 5 lần. Bước 3. Chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các kẽ ngón tay, làm tối thiểu 5 lần. Bước 4. Chà mặt ngoài các ngón tay này vào lòng bàn tay kia, làm tối thiểu 5 lần. Bước 5. Xoay ngón tay cái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại, làm sạch ngón tay cái, làm tối thiểu 5 lần. Bước 6. Xoay các đầu ngón tay của tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại, làm sạch tay dưới vòi nước chảy, đến cổ tay và lau khô. Lưu ý, thời gian mỗi lần rửa tay là 30 giây. Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp. Vứt bỏ khăn giấy che mũi miệng và rửa sạch tay, bỏ rác đúng nơi quy định. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh.
không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay, gối, chăn. Nghiêm cấm học sinh khạc nhổ bừa bãi. Hàng ngày, trước khi vào giờ học, giáo viên điểm danh và hỏi học sinh có cảm thấy sốt hay có ho, khó thở, mệt mỏi không. Nếu có, giáo viên đưa ngay học sinh đến phòng y tế để kiểm tra, theo dõi. Trong thời gian học, khi giáo viên phát hiện học sinh có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở, thì phải đưa đến phòng y tế ngay để kiểm tra, theo dõi, cách ly và thông báo ngay cho trạm y tế xã, phường, cơ quan quản lý và cha mẹ học sinh. Nhân viên y tế tại trường học có trách nhiệm cung cấp khẩu trang và hướng dẫn đeo đúng cách cho học sinh nêu trên. Trong thời gian học, khi giáo viên, cán bộ, công nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở thì phải đến phòng y tế ngay để được kiểm tra, theo dõi, cách ly. Nhân viên y tế thông báo ngay cho trạm y tế xã, phường, cơ quan quản lý, đồng thời cung cấp khẩu trang và hướng dẫn đeo đúng cách cho giáo viên, cán bộ, công nhân viên nhà trường nêu trên. Công tác khử khuẩn tại nhà trường. Khử khuẩn bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng hoặc các dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% clo hoạt tính hoặc có chứa ít nhất 60% cồn. Ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa. Trước khi học sinh quay trở lại trường, tổ chức vệ sinh ngoại cảnh, phát quang bụi rậm, không để nước đọng, các dụng cụ chứa nước phải được đậy kín. Tổ chức khử khuẩn trường học một lần bằng cách phun hoặc lau nền nhà, tường nhà nếu có thể, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, phòng chức năng. Trong thời gian học, mỗi ngày một lần sau giờ học, nhà trường tổ chức lau khử khuẩn nền nhà, tường nhà nếu có thể, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, phòng chức năng. Mỗi ngày 2 lần, sau giờ học buổi sáng và cuối ngày, nhà trường tổ chức lau khử khuẩn tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can. Hạn chế sử dụng các đồ chơi, dụng cụ học tập bằng các vật liệu không khử khuẩn được. Đối với các phương tiện đưa đón học sinh, mỗi ngày 2 lần, sau mỗi chuyến đưa đón học sinh, tiến hành lau khử khuẩn tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe. Trong trường hợp có học sinh có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở tại trường học, nghi ngờ hoặc có xét nghiệm dương tính với virus corona, thì nhà trường phải thực hiện khử khuẩn theo khuyến cáo và hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương. Bố trí đủ thùng đựng chất thải, có nắp đậy kín và thực hiện thu. Ok, em đã xem xong phần hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Bộ Y tế kết hợp để thực hiện cái chương trình video này. Video live giờ này là thấy toàn là phụ huynh học thôi, chứ còn cái em giờ này ngủ hết rồi. Chào thầy Tú, chào em Trí. Trí học lớp 8, lớp 9 gì rồi. Không, giờ này toàn là phụ huynh thôi. Phụ huynh học thì xong rồi là dạy lại con. Ok, chúng ta bắt đầu vào chương trình tiếp theo, phần chương trình tiếng Anh lớp 3. Ok, vừa hôm chúng ta đã học 6 từ vựng. Hôm nay chúng ta ôn lại 6 từ này. Đó là từ chỉ người trong gia đình. Thứ nhất là grandfather. Đấy là ông. Rồi grandmother. Và father. Cha. Rồi mother là mẹ, sister chị hoặc là em gái, brother
anh hoặc là em trai. Rồi sau từ này cùng với mẫu câu là Who's that? Nam thì trả lời là He's my. Ví dụ He's my grandfather, He's my father, He's my brother. Rồi đối với nữ thì trả lời là She's my. She's my grandmother, She's my mother, She's my sister. Đây là bài cũ. Rồi chúng ta sang bài mới. Rồi, lesson 2. Trên bia cũng thế, hai người này nói chuyện với một người ở trong nhà bếp. Nói chuyện về một người trong nhà bếp. Rồi, chúng ta xem cái video nói chuyện của hai người này. Hey. That's my brother. How old is your brother? He's 7. B. That's my grandmother. How old is she? She's 65. Rồi. Cái mạng hổng đài nó yếu quá, nó nghe gián đoạn nhiều quá. Hôm rồi like trên YouTube thì nó cũng hơi giật, nhưng mà thử like bằng Facebook sao nó cũng vậy thôi, nó giật vì lý do là mạng nó yếu. Rồi chúng ta cố gắng theo dõi. Rồi đoạn thứ nhất thì bạn Mai giới thiệu That's my brother, đó là anh của tôi. Thì đoạn đi ra hỏi là How old is your brother? Đấy. Hỏi là anh của bạn thì bao nhiêu tuổi? He's 7. Anh tôi là 7 tuổi. Rồi, phần B thì nó That's my grandmother. Đây là bà của tôi. How old is he? How old is she? Là hỏi là bà bao nhiêu tuổi? She's 65. Là bà 65 tuổi. Như là trong bài này thì ta học cũng hỏi về những người ở trong gia đình, nhưng mà hỏi tuổi. Đấy, chúng ta xem sang phần số 2. Rồi cũng tiếp tục với 6 người trong gia đình, nhưng mà không phải hỏi về người đó là ai nữa, mà là hỏi là người đó bao nhiêu tuổi, tức là những người trong gia đình này bao nhiêu tuổi. Tuy nhiên trước khi học bài này thì chúng ta phải thuộc được số từ 1 cho đến 100, bởi vì con người thì ông bà đã có thể lên tới cả mấy chục tuổi, gần cả trăm tuổi cũng có, cho nên học số ít nhất là tới 100. Rồi phần này các em đã học ở trong lớp rồi, thì phần ôn số thì không có ôn lại. Thì chúng ta gặp số nào chúng ta thực hành số đó thôi, không có ôn lại hết từ số 1 cho đến số 100. Phần này em đã học trên lớp rồi thì em cố gắng lật sách và vở ra xem lại cái phần số. Rồi bây giờ ta mẫu câu thì cũng là mẫu câu. Nó giống như cái mẫu câu hỏi tuổi của bạn mình. Tuy nhiên ở đây không phải hỏi bạn của mình nữa, mà là hỏi một người nào đó. Và trong bài này thì chúng ta hỏi 6 người ở trong gia đình luôn. Ví dụ như là ông thì chúng ta hỏi là How old is your grandfather? Chúng ta lấy cái từ chỉ người trong gia đình đó điền vào cái phần chỗ trống của mẫu câu hỏi trên này. How old is your grandfather? Rồi, người này là ông, là nam. Nam thì ta trả lời là he's
He's, tức là he is. Rồi, để số tuổi vô. Còn lần cái mẫu câu trước á, thì người ta hỏi là how old are you thì trả lời là I am, rồi số tuổi. Còn bài này thì không hỏi you nữa mà hỏi là your grandfather, your grandmother gì đó, thì người ta trả lời theo cái giới tính của người này. Rồi, ví dụ như ông thì hỏi là how old is your grandfather? Thì trả lời là he's. Ở đây người ta cho ông là bao nhiêu tuổi đây? Grandfather này, 68 tuổi. Thì chúng ta trả lời là he's 68. Rồi chúng ta có thể nói thêm từ là years old. He's 68 years old. Rồi. Thấy bà thì ta hỏi là how old is your grandmother? Thì đây nữ thì ta trả lời là she's bao nhiêu tuổi đây? Bà 65. She's 65 years old. Rồi tới 3, 3 bao nhiêu tuổi? 42 tuổi. 42 tuổi. Facebook này đã bị gián đoạn luôn rồi. Giờ chúng ta tiếp. 3. How old is your father? Thì trả lời là he's 45. He's 45 years old. Với mẹ thì là how old is your mother? Mẹ thì 41 tuổi. Trả lời là she's 41. She's 41 years old. Rồi tới anh 13 tuổi. How old is your brother? How old is your brother? Nam thì người ta trả lời là he's 13 years old. He's 13 hoặc là he's 13 years old. Rồi tới em gái thì là 10 tuổi. How old is your sister? She's 10. She's 10 years old. Rồi, như thế trong bài này thì chúng ta phải học thuộc cái số. Đấy, phải thuộc số từ 1 cho đến 100 để mà trả lời tuổi cho những người từ bé cho đến già. Ở đây có ông bà, cha mẹ và anh em thì tuổi cũng khá lớn cho nên chúng ta phải học thuộc số cho đến 100. Rồi, chúng ta nhớ cái câu hỏi là how old is your? How old is your? Rồi, trả lời hỏi ai thì đặt tên, đặt cái từ chỉ người trong gia đình mình vào đây. Rồi, trả lời nhớ là nam thì trả lời là he's. Sau đó là số tuổi. Có thể thêm chữ years old. Rồi, nữ thì trả lời là she's. Số tuổi và có thể thêm years old. Rồi, như thế là xong mẫu câu và nó ôn nhân qua thôi, là bài này đã học rồi. Chúng ta qua phần tiếp theo. Rồi, phần này thì cũng để mình tập nói chuyện, hỏi và trả lời tuổi của những người trong gia đình. Đây cũng là 6 người. Đấy, 6 người và có số tuổi đây màu đen ấy. Người ta xem vào trong sách và thực hành, tự mình thực hành, hỏi từng người một và tự trả lời. Nên học ở nhà một mình thì tự hỏi, tự trả lời.
Ở trong lớp thì có bạn mình làm theo nhóm đôi, còn cái này không có thì mình làm mình. Sao hết nghe rồi? Micro hết pin mất. Alo, alo, alo. Rồi, qua phần position and number. Position and number thì chúng ta có bốn hình này. Hình thứ nhất thì một người chắc chắn là bà. Hình thứ hai là anh trai hoặc là em trai. Hình thứ ba là ông. Hình thứ tư là em gái hoặc là chị. Rồi như thế là chúng ta nghe số, nghe nghe người ta đọc theo thứ tự thì người ta đánh số cho đúng theo thứ tự. Này mấy em thực hành trên sách giáo khoa. Rồi thầy sẽ phát cho em nghe một lần. 1. That's my sister. How old is she? She's 6 years old. 2. That's my grandfather. How old is he? He's 68. 3. Who's that? It's my grandmother. How old is she? She's 64. 4. And who's that? It's my brother. How old is he? He's 13. Giờ này là mùa Tết, bạn rất là yếu, không thể đi nổi. Bài nghe xong cũng không quay lại luôn. Rồi, làm gì ta xem đáp án. Rồi, cái bài nghe này mấy em nghe xong rồi thực hành lại thì muốn nghe lại thì tự sau khi live trực tiếp xong thì mình có thể phát lại được. Rồi, đây là đáp án. Rồi, sau 3 phần. Rồi, phần bài tập đọc mà điều vào chỗ trống. Đây đây ta đọc bài hết ở trên này. Đấy, đọc hết bài này. Sau đó chúng ta xem những người này có bao nhiêu tuổi. Quân nè. Cha của bạn, mẹ của bạn, và anh của bạn bao nhiêu tuổi thì chúng ta điền số tuổi vào đây. Ba cái ô trống này. Rồi. Mình tự làm, tự đọc bài và tự làm. Rồi, phần số 6 thì ra đây là mình thực hành ở gia đình của mình. Mình xem câu hỏi này đây. How old are you? Là hỏi mình bao nhiêu tuổi. Rồi mình tự trả lời nè. I am. Rồi số tuổi của mình. Viết số tuổi vào đây. Rồi câu 2. How old is your mother? Là mẹ của bạn bao nhiêu tuổi thì mình tự trả lời she is. Rồi viết số tuổi của mẹ mình vô, hỏi mẹ mình bao nhiêu tuổi rồi viết vào đây. Rồi how old is your father, thì cha của mình
cha mình bao nhiêu tuổi. Rồi viết vào đây, viết bằng chữ, không viết bằng số. Rồi cuối cùng là mình có anh hoặc là em trai, hoặc là chị, hoặc là em gái. Nếu có thì viết số tuổi của, viết nguyên câu, viết nguyên câu ra đây. Ví dụ anh thì ta dùng giống như cha nè, he, y, rồi số tuổi ra. Còn nếu mà chị hoặc là em gái thì ta dùng she, y, giống như mẹ nè. Và đó viết số tuổi vào đây. Rồi đây là xong phần bài tập. Rồi xong hết bài số 11 lesson 2. Còn lesson 3 này mình không có ôn, tại vì nó phần đa số là bài tập cho nên mình không có ôn, không có bài mới. Nên mình không có ôn lesson 3. Mình chỉ ôn lesson 1, lesson 2. Rồi, thế vậy là bài học đến đây là kết thúc. Rồi. Phần này thì mẫu câu cũng là dạng mẫu câu cũ, nhưng mà hỏi người khác, không phải hỏi tuổi của bạn của mình. Mình ôn lại cái phần mẫu câu hỏi bạn của mình nha, là how old are you? Rồi sau đó mới học mẫu câu này là how old is, sau đó tới is your, how old is your. Rồi hỏi những người ở trong gia đình của mình, xong rồi mình trả lời là he hoặc là she tùy theo giới tính. Rồi nhớ là học thuộc số từ 1 đến 100 mới làm được cái bài tập, những cái bài tập ở trong sách bài tập và những cái bài tập sau này, kể cả sau này đi thi thì mình cũng gặp lại những cái câu đó mình làm được. Rồi hôm nay là ngày cuối năm cũ của dân tộc Khmer. Ngày mai là sẽ bước sang năm mới. Mấy em dân tộc Khmer thì ở nhà nghỉ, thì năm nay thì mình hạn chế đi chơi đi, tại vì Tết của mình, nhưng mà mình không có đi chơi nhiều như mỗi năm được, nên mình hạn chế, mình ở nhà và tự tổ chức năm mới ở nhà cùng với gia đình. Có đi thăm ông bà thì là nhớ làm theo các khuyến cáo của Bộ Y tế về cách đảm bảo an toàn khi đi ra ngoài, và hạn chế đi chơi nhà người khác. Rồi chúc các em ăn Tết vui vẻ. Chúc tất cả mấy em học bài tốt ở nhà trong thời gian nghỉ chống dịch. Goodbye.